Chào mọi người Hôm nay tôi hướng dẫn các bạn soạn thảo căn chỉnh văn bản giấy mời theo Nghị định 30-2020 NDCP ngày 5 tháng 3 2020 của Chính phủ Gồm có 4 cái bước được liệt kê trên màn hình đánh số từ 1 đến 4 Theo Nghị định 30-2020 NDCP Cái giao diện giấy mời nó là cái mẫu số 1.7 được, được hiển thị trên màn hình đây là một cái mẫu rất chung chung, hiển thị rất nhiều dấu chấm chấm chấm. Cụ thể ngày bài ngày hôm nay chúng ta đi sâu cụ thể nó là một cái giấy mời như trên màn hình. Giấy mời của trường Trung học phổ thông Nguyễn Du về việc thông báo kết quả học tập rèn luyện kỳ 1 và bàn kế hoạch giáo dục kỳ 2. Giấy mời này gửi cho các em phụ huynh, học sinh lớp 10Y. Giáo viên chủ nhiệm sẽ ký tên trên cái giấy mời này. Cái giấy mời này phù hợp cho các thầy giáo soạn thảo cái giấy mời và tôi sẽ để ở phần mô tả video và các bạn có thể đào về và sử dụng. Để cho các bạn mới thực hành, để cho các bạn thực hành cái giấy mời hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu làm từ đầu cho đến cuối cái giấy mời này. Đầu tiên, chúng ta sẽ tạo một cái văn bản mới. Ở đây, trên cái giao diện Microsoft Word 2010, tôi sẽ tạo một cái file mới như sau, nhấn Ctrl N một cái file mới là document 1 đã hiển thị ra. Bất kể chúng ta làm cái gì, chúng ta nhấn Ctrl S để chúng ta lưu lại cái file này. Cửa sổ Save -S hiện ra, chúng ta sẽ chọn một cái vị trí để lưu văn bản. Ở đây, ở các bài trước hay hiện tại, tôi sẽ chọn nó là lưu ngoài mình desktop. Chính là cái màn hình ở ngoài cửa sổ mà chúng ta khởi động hệ điều hành Windows lên. Ở đây tôi đặt một cái tên, nó là thực hành giấy mời nha. Chúng ta lên viết tên nó là không dấu, tiếng Việt không dấu và nhấn save ở phần save style để mặc định là word document .docx nhấn save. Tôi tắt cái photoshop twitter đi để cho chúng ta nhẹ máy tính. Bây giờ chúng ta sẽ cài đặt các thông số ban đầu cho cái trang văn bản thực hành giấy mời chấm đậu ích này. Đầu tiên, tôi có phím tắt ALT2 mở hộp thoại P Setup ra. Đây là cái phím tắt mà chúng ta hay sử dụng ALT2, nhấn phím giữ ALT cộng phím 2 mở hộp thoại P Setup. Cách thức mà chúng ta thiết lập phím tắt thì các bạn sẽ xem ở phần mô tả video. Các bạn sẽ thiết lập cái phím tắt này cho chúng ta dễ sử dụng này. Thông số về paper nó là paper size ở thẻ paper chọn A4 và các thông tin khác để trên màn hình ở phần canh đề nó là thẻ margin margin có bốn cái thông số như trên màn hình được liệt kê đây phần Oriton, phần mọi uh, thứ khác chúng ta để như trên màn hình đây ở đây cái phần margin chúng ta có đơn vị cm chúng ta nhấn ok này nếu không có đơn vị cm, các bạn vào file, vào option. Chúng ta tích vào thẻ advanced, chúng ta kéo xuống. Ở đây xuất hiện cái thẻ cái dòng display, chúng ta chọn đây nó là cm và nhấn ok để chúng ta kết thúc cho cái phần thiết lập các thông số về paper và margin trong cái hộp thoại setup. Thiết lập các thông số cơ bản thứ hai Bước thứ hai chính là cái style lomo hay đó là một kiểu cái định dạng sẵn, nó là cái style lomo. Lomo nó là thông thường, nó là cơ bản. Thì cái style này sẽ xuyên suốt cho chúng ta khi chúng ta soạn thảo văn bản mới bất kỳ, chúng ta vào thẻ home, chuột phải vào cái lomo, chúng ta modify. Trên cái thông tin của cái modify style này, phần lên không chúng ta không nói gì. Phần formatting chúng ta chọn thumbnail Tích vào đây Nếu các bạn chưa có các bạn nhấn phím T Để chúng ta kéo xuống được cái phần nó là Nhấn chữ T này Đấy thì nó ra Tham Roman Cỡ chữ 14 Ok Tiếp đến chúng ta thiết lập trong cái phần format này Chọn Paragraph Các thông số về Paragraph Hay là thông số về đoạn văn bản Chúng ta thiết lập như trên màn hình Agreement là left All link line, 11, body text Phần indentation chúng ta chọn thông số như trên màn hình. Phần mục spacing chúng ta chọn cũng như trên màn hình. Nhấn OK. Phần style cơ bản Lomo chúng ta thiết lập như vậy. Nhấn OK. Ở đây trên màn hình của tôi các thông số đều được thiết lập sẵn. Vì là tôi đã thiết lập mặc định cho cái văn bản Word. Các bạn sẽ thiết lập một lần và cài đặt mặc định cho nó khi các bạn mà cài đặt lần đầu Microsoft Office Word thì nó sẽ không có các thông số như vậy và các bạn cần phải cài đặt để chúng ta được cái giao diện như tôi đang làm ở đây. Rồi, sang cái bước thứ hai, trở lại cái file hướng dẫn để chúng ta sẽ nắm vững hơn này. Ok, cái bài bước 1 nó có bốn cái, cái cái thông tin mà chúng ta đã trải qua. Bước thứ hai nhập thô văn bản. Cần sử dụng cái Unicode. Đây, Yuliki 4.3 RC4 Cái này là cái phiên bản mới nhất Các bạn mà chưa có Thì các bạn sẽ đao về Theo đúng từ cái trang chủ của tác giả Phạm Kim Nong Yêu cầu này Ở cái bước 2 Gõ đúng chính tả Dấu chấm dấu phẩy ngắt đoạn vân vân Nôm na là chúng ta cần phải làm được những yêu cầu như vậy Trở lại cái file thực hành giấy mời Tôi sẽ soạn thảo từng phần 1 Đầu tiên là cái phần đơn vị phát hành văn bản và quốc hiệu tiêu ngữ insert vào table vào 2 x 1 đây hai cột một dòng ở bên trái chúng ta sẽ nhập nó là bật các block lên sở giáo dục và đào tạo và chúng ta sẽ viết dưới dạng dấu và đào tạo nam định ok Ở đây chúng ta nhấn Shift Enter để ngắt dòng chủ động. Chúng ta gõ trường Trung học Phổ thông Nguyễn Du. Đến đây chúng ta Enter để ngắt đoạn văn bản. Tất các lớp đi nhấn số 2 chấm. Ở đây số tôi sẽ lấy là 01 gạch chéo 2020 gạch chéo. Giấy mời chúng ta viết chữ GM gạch ngang trung TH phổ thông Nguyễn Du, Trung học phổ thông Nguyễn Du. Đây là cái tên viết tắt. Thì cái trường Trung học phổ thông Nguyễn Du này, tôi cũng không biết là viết tắt là gì. Chúng ta cứ để nó là Trung học phổ thông Nguyễn Du đi. Đấy, nó là Nguyễn Du. Bỏ hết các dấu nhé. Cái viết tắt này thì nó là tùy trường quy định. Ví dụ như Việt theo Hà Nội là viết tắt HLi Bây giờ nhấn phím tab để chuyển sang cái ô tiếp theo trong cái bảng này chúng ta nhập quốc hiệu cộng bật các lốc lên cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta ngắt đoạn văn bản enter nhập tiêu ngữ tắt các lốc đi độc lập gạch ngang tự do hạnh phúc Tiếp đến Enter để ngắt đoạn văn bản. Nhập địa danh ngày tháng. Nhập Nam Định. Phẩy ngày. Ngày ở đây tôi chọn nó là ngày 17 tháng. Tôi trở lại xem thông tin. 17 tháng 4. Năm 2020. Ok Đến đây chúng ta nhấn phím mũi tên xuống phía dưới Hạn chế chúng ta sử dụng chuột Nhấn Ctrl S để New Tiếp đến cái phần tiêu đề của cái văn bản Tên văn bản Bật các lốc lên gõ chữ giấy mời Sau phần giấy mời chúng ta nhấn Shift, Nhấn giữ phím Shift, Nhấn phím Enter để chúng ta ngắt dòng chủ động và nhập cái trích yếu nội dung văn bản ở đây nhập chữ v v về việc thông báo kết quả học tập phải rèn luyện học kỳ 1 và bàn kế hoạch học kỳ 2 kế hoạch học tập học kỳ 2 trở lại file giấy mời. Đấy, kế hoạch giáo dục học kỳ 2. Đến đây chúng ta enter để ngắt đoạn văn bản đến cái phần nội dung chính của văn bản. Phần nội dung chính văn bản cũng tương tự như phần uh, tiêu đề, phần tên văn bản. Chúng ta sẽ nhập như sau trường trung học phổ thông nguyễn du trân trọng kính mời trung học phổ thông nguyễn du trân trọng kính mời hai chấm phụ huynh phụ huynh của em Nguyễn Đức Anh Lớp 10 i 1 Lớp 10 i sorry Đến đây chúng ta ngắt dòng văn bản Ngắt đoạn văn bản Các thông tin khác chúng ta cũng nhập đến quấy Và chúng ta ngắt dòng ngắt đoạn văn bản Ở cái điểm 220 10 i đây để nhanh hơn cho cái bài hướng dẫn tôi sẽ chọn cái vùng dưới nhấn can Ctrl C trở lại cái file văn bản thực hành và tôi sẽ nhấn copy và nhấn Ctrl Alt V và tôi paste nó là không định dạng Unformatted. Đấy. Thì ở đây lưu ý chúng ta sẽ ngắt dòng văn bản đây. Và chữ thầy hay Nguyễn Văn Thành là chữ danh từ mà chúng ta cần phải viết hoa chữ cái đầu cái việc nhập là chúng ta cần phải nhập đúng chính tả đúng dấu chấm dấu phẩy ngắt đoạn văn bản hay ngắt dòng chủ động theo như cái phần hướng dẫn đến cái phần nó là lơi nhận và phần uh, chữ ký chức vụ quyền hạn của người chữ ký chúng ta enter và sẽ chọn insert table chọn hai dòng một cột cũng tương tự như trên ở đây chúng ta nhập lơi nhận hai chấm enter gạch ngang chúng ta lơi nhận nó là như kính mời Đấy, chấm phẩy enter phần thứ hai chúng ta sẽ là lưu hai chấm vt phẩy cơ quan phát hành văn bản đó là trung học phổ thông nguyễn du Đấy, số lượng văn bản mà muốn lưu chúng ta sẽ để nó là không một người soạn văn bản ghi chữ thành 01 Số bản văn bản phát hành Nó là 02 Nhấn dấu chấm Ok Nhấn phím tab để chuyển sang cái ô Của cái bảng tiếp theo Ô tiếp theo của bảng Ở đây chúng ta sẽ nhập bật cấp lóc lên Nhập giáo viên chủ nhiệm Chúng ta enter 1, 2, 3, 4, 5, 6 đến cái thứ sáu của cái enter chúng ta sẽ nhập nó là Nguyễn Văn Thành đây là tên của giáo viên nhấn Ctrl S để xếp phần soạn thảo thô văn bản thì đến đây đã là kết thúc chúng ta sẽ chuyển sang cái bước tiếp theo bước tiếp theo là chúng ta bước căn chỉnh để nó phù hợp với cái nghị định 30 2020 NDCP của chính phủ ở bước này thực sự là rất quan trọng và các bạn cần chú ý để chúng ta sẽ căn chỉnh một cách chuẩn xác nhé. Chúng ta nhấn Ctrl S để nêu lại. Để căn chỉnh chúng ta sẽ làm như sau, tích vào thẻ Home. Ở đây tôi sẽ quét chọn toàn bộ cái phần này, Ctrl E để vào giữa. Quét chọn cái phần Trung học phổ thông Nguyễn Du, Ctrl B. Quét chọn Trung học phổ thông Trường Nguyễn Du và Sở Giáo dục Đào tạo Nam Định, chúng ta chọn cỡ chữ 13. cái phần số thứ số này chúng ta chọn cơ chữ 13 số văn bản ở phần bên phải các bạn quét chọn quốc hiệu Ctrl B căn e tương tự độc lập tự do căn B căn e Cộng hòa sao chủ nghĩa Việt Nam quốc hiệu chúng ta chọn cơ chữ 12 A13 à, Sorry phần Nam định chúng ta Ctrl y cái này cũng căn e để vào giữa này tiếp đến chúng ta tích chọn cả bảng và chọn vào cái phần đây chọn no border chúng ta co kéo cái dòng này đấy co kéo như vậy và tích vào đây chuột phải autofit window để ý ký ở đây ở đây cái dòng nó là tên cơ quan mà 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 trường trung học thông Nguyễn Du trực thuộc và kể cả trung học thông Nguyễn Du nó đã xuống dòng Cộng hòa Xã Chủ Nghĩa Việt Nam cũng vậy nó cũng bị xuống dòng như vậy chúng ta sẽ chuột phải auto fit window lại một lần nữa này đến đây chúng ta sẽ khắc phục như sau chúng ta sẽ chết quét chọn cái vùng này nhấn Ctrl D mở thoại Phong ở đây tích chọn Advanced chọn spin ở đây chọn con uh, con xe này phần bay 1 pt nhấn ok Cộng hòa sát chủ như Việt Nam quốc hiệu chúng ta cũng làm tương tự Ctrl D Chọn Spin và chọn nó là constant, nhấn ok. Đến đây thì chúng ta sẽ co kéo cái vùng này để nó cho nó cùng một dòng ra. Đấy. Ok, tính đây chúng ta tích chọn cả bảng, chuột phải và autofit window. Đấy. Sau khi mà nó được thành một dòng quốc hiệu và cái phần đơn vị phát hành văn bản hay kể cả đơn vị chủ quản của đơn vị phát hành văn bản đều được về một dòng rồi là chúng ta ok. Tiếp đến tích chọn cái tích vào cái dòng đó là phần số văn bản ALT3 mở hộp thoại paragraph hay hộp thoại chỉnh sửa các thông tin về đoạn văn bản. Chúng ta sẽ chọn như sau. Before 12PT nhấn OK. Tương tự sang phần Nam Định chúng ta tích chọn địa danh ngày sáng ALT3. Tích chọn trên 12 nhấn OK. Nhấn Ctrl S để xếp. Trong phần đơn vị phát hành văn bản số ký hiệu văn bản địa danh ngày tháng quốc hiệu tiêu ngữ chúng ta còn thiếu hai cái đường kẻ chúng ta insert chọn shape chọn phần này đây chúng ta tích chọn vào phần chữ dưới chữ NL này chữ trường này chúng ta kẻ chỉ một ngang một phần hai của cái dòng trường trung phổ thông nguyễn du chúng ta nhấn giữ chuột trái đồng thời nhấn giữ phím nhấn giữ phím ship để được cái thẳng đường thẳng nằm ngang chúng ta sẽ đưa đến một phần hai mà thôi một phần ba cho đến một phần hai bề rộng của cái trường trung phổ thông nguyễn du đấy là tròn cái nghị định ba mươi có nói Shape Outline Tích chọn và chọn màu đen Tương tự độc lập tự do hạnh phúc Đó chính là phần tiêu ngữ Insert xếp Chọn này Tích chọn ngay dưới D Chữ D chúng ta cũng tương tự Nhấn giữ chuột trái Nhấn phím Shift Để chúng ta được thẻ đường thẳng nằm ngang Tích vào xếp Outline Chọn màu đen Bây giờ chúng ta dùng phím mũi tên Kéo lên trên Ok Phần địa danh ngày tháng đã xong Ctrl S để xếp tay phải chúng ta cầm chuột quét chọn vùng giấy mời can chôn B, can chôn E. Đấy, quét chọn cả phần uh, thông báo can chôn B để chúng ta được in đậm. Ở đây chúng ta sẽ uh, ALT3, chúng ta sẽ chọn cái thông tin before nó là 24, phần dưới nó là 18. Nhấn OK. Có một cái vấn đề nó là phần trích yếu nội dung văn bản đang ở hai dòng, chúng ta đưa nó về về một dòng để chúng ta cho nó chúng ta được một cái hình thức đẹp hơn. Chúng ta quét cái vùng về việc và cái thứ cho học học kỳ 2, can chuẩn D cũng tương tự như phần quốc hiệu và phần đơn vị phát hành văn bản. Chúng ta vào mở hộp thoại phong, vào Advan, vào Spin, chúng ta chọn con này. Và phần bài cho nó 1 PT nhấn OK. Trở về một dòng, vậy là chúng ta đã thành công. Tiếp đến là kẻ cái đường line phần dưới trích yếu nội dung này. Vào insert, vào shape, chúng ta vào line đây, chúng ta kẻ cũng 1 phần 3 cho đến 1 phần 2 cái vùng này thôi. Nhấn giữ chuột trái, đồng thời nhấn, phím, nhấn giữ phím Shift. Chúng ta thả tay ra, xuất điện một cái thẻ format và save outline, chọn màu đen. Nhấn uh, di chuyển bằng phím mũi tên để chúng ta chuyển nó ra đúng vị trí này. Nó vào giữa phần giấy mời là được. Ok, nhấn Ctrl S để save. Phần nội dung chính của văn bản chúng ta không có gì cả chất quét chọn cả cái vùng văn bản này, vùng nội dung. Chúng ta cũng mở hộp thoại P à sorry, mở hộp thoại ALT3, hộp thoại paragraph ra. Trong cái hộp thoại này, phần Agreement các bạn sẽ quét chọn nó là phần justify. Phần uh, spring chúng ta chọn 6 uh, chọn 12 pt. Theo như cái nghị định 30 nó là tối thiểu phải là 6 pt, không nói tối đa. Ở đây tôi sẽ chọn 12 pt. Phần Light chúng ta chọn Multiply Trong cái nghị định 30 có nói nó là từ Multiply từ 1 cho đến 1.5 Tôi chọn 1.2 Phần Special phần đó là thụt đầu dòng Chúng ta chọn Full Line Nghị định có nói từ 1 đến 1.27 Chúng tôi sẽ chọn nó là 1cm Ở đây mọi thứ khác để như trên màn hình Chúng ta nhấn OK Phần nội dung chính văn bản chúng ta cần bôi đậm ở một cái vùng đó là Nguyễn Văn Nguyễn Đức Anh này để chúng ta nó là biết học sinh đọc nhanh để chúng ta nắm được. Ok, phần nội dung chính đã xong. Chuyển sang cái phần nơi nhận và giáo viên chủ nhiệm. Chúng ta nhấn Ctrl S để xếp. Ở đây thì chúng ta sẽ chọn như sau. Quét chọn chữ nơi nhận. Ctrl B, Ctrl I. Chọn cơ chữ 12. PT. Quét chọn cái vùng nơi uh, uh, vùng chữ uh, vùng dưới nơi nhận. Chúng ta căn chúng ta nhấn giữ Sorry chúng ta sẽ chọn cái chữ là 11. Đấy. Nhấn phím tab để chúng ta sang cái vùng của cái ô tiếp theo của cái bảng này, chúng ta Ctrl B, Ctrl E. Rồi, chọn cả cái vùng bảng này, tôi sẽ chọn nó là home và chọn low border đây. Ở đây nó đường kẻ nó hơi sát chứ giáo viên chủ nhiệm chúng ta sẽ thích chọn văn bản, Thích chọn cái khung bảng này, chuột phải vào cái vùng màu tối, nhấn table property Ở đây ở thẻ table chúng ta chọn option chúng ta tăng cái này lên nó là 0.1. Đấy, cái này chúng ta để nó là 0.15 được và nhấn ok. Đấy. Cũng tương tự ở với cái bảng ở đầu chúng ta sẽ chọn như sau, chuột phải table property option chúng ta chọn nó là 1 đi. Và đây cho nó xuống nó là 0.1. Ok. Đấy. Thì cái đường kẻ này nó đã cách xa các dấu của cái phần chữ chúng ta đã gõ Rồi Ctrl S để xếp Vậy là đây là một cái giấy mời hoàn chỉnh Mà tôi đã căn chỉnh theo cái nghị định 30-2020 NDCP của chính phủ Trở lại cái file hướng dẫn Thì cái bài này hôm nay thì cũng rất cơ bản thôi thì có phần nhập thu văn bản thì chúng ta tuyệt đối là phải sử dụng bằng nó gõ bàn phím bằng 10 đầu ngón tay để chúng ta cải thiện cái tốc độ gõ, độc cốc tốc độ gõ. Ở đây có yêu cầu các bạn cần nắm vững ở phần nhập thu văn bản. Cái phần đầu tiên, phần các cài đặt các thông số cơ bản thì bất kỳ video nào tôi đã làm lại làm thực hành từ đầu cho cái phần thông thông tin này. Thì các bạn cần phải nắm được Tiếp đến là để chúng ta căn chỉnh phù hợp với quy định uh, Nghị định 30-2020 NCP Các bạn cần đọc kỹ hơn cái nghị định này Ở cái bài hôm nay nó chỉ là một phần nhỏ trong cái nghị định 30 này thôi Chúc các bạn thành công Xin chào và hẹn gặp lại